Mến chào chú anh chị và các bạn, rất là vui khi cái nhà tiếp tục quay lại đồng hành với kênh Nắng Tây Ninh. Thì clip hôm nay Hoàng tiếp tục chia sẻ cho mọi người về một cái ngôi nhà hoang mà cách đây khoảng nửa năm mình đã từng đến nơi này để chia sẻ cho mọi người về một cái ngôi nhà hoang mà ngập nước. Thì không biết sau nửa năm mình quay trở lại nơi này á, không biết cái ngôi nhà hôm nay như thế nào. Bây giờ xin mời cả nhà cùng đồng hành với Hoàng clip này nha. Thì cách đây nửa năm Hoàng cũng đã chia sẻ cho cô chú anh chị về một cái ngôi nhà hoang ngập nước rất là nặng nề ở cạnh một con suối. Thì sau nửa năm chúng ta quay trở lại ngôi nhà này để khám phá cũng như tìm hiểu ngôi nhà này vào cái mùa khô như thế nào nha. Một cái ngôi nhà chữ đinh, ngôi nhà cổ ngày xưa, tô đá rửa. Bên trên thì người ta lợp ngói. Và đây là con số xây dựng năm 1983. Còn ở đây chính là tổng quan, phía bên trái ngôi nhà có rất là nhiều cây si cổ thụ. Và phía trước là một cái nhà kho cũng đã được bỏ hoang luôn. Như chỗ này cô chú anh chị nhìn thấy á, ở bên trái ngôi nhà chủ nhân đã trồng rất là nhiều cây si cổ thụ. Nó tỏa bóng mát và nó bao trùm cả căn nhà luôn. Lúc trước á, thì vào cái mùa mưa ngập nước á, cái chỗ này á, Hoàng bước xuống khá là sâu, nó gần tới lưng quần luôn cả nhà. Vì thế không có ra được. Đứng chỗ này á, thì lúc đó mình zoom máy ra thấy ngoài đó có hình một cái đầu em bé, một bức tượng không biết như thế nào, nhưng mà hôm nay mình nhìn từ đây á, không có còn thấy nữa. Xíu nữa thì chúng ta sẽ ra khu vườn đó để xem như thế nào. Nay mùa khô rồi, mình sẽ khám phá tổng quan cái khu nhà này để xem như thế nào. Bây giờ tiếp theo mình sẽ vào bên trong ngôi nhà để tìm hiểu nửa năm qua ngôi nhà này bên trong nó có thay đổi gì hay không nha cô chú anh chị. Ui, ngôi nhà hôm nay mình nhận thấy có ai đó đến đây quét dọn căn phòng này, nhìn cũng sạch sẽ đấy. Đó, người ta gom mùng mền chiếu gói chất một đống đây luôn nè. Tại sao người ta khi mà dọn ngôi nhà này bỏ đi á, không có gom những cái vật dụng này, tủ bàn ghế đồ gỗ rất là nhiều luôn. Có những cái giường, những cái tủ rất là có giá trị nhưng mà người ta lại bỏ hoang luôn, không có lấy đi. Trên đây trước kia là một cái bàn thờ Mẹ Quan Âm nè. Một cái căn phòng nhỏ nằm chỗ này. Người ta chắc gói trong đây quá chừng, mùng mền chiếu gói người ta đùa vô đây nè. Những cái rễ cây si nó mọc ở trên nóc nhà, mái nhà nó tỏa xuống. Thì cái căn nhà này á, xây dựng vào năm 1983 nhưng mà không hiểu chủ nhân ở được bao lâu rồi người ta bỏ hoang đến bây giờ luôn. Lúc nãy á, Hoàng có hỏi người dân xung quanh đây, người ta nói ngôi nhà này bỏ hoang cũng hơn chục năm rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ lên cái căn nhà trên trước để xem như nào. Ui, đây nè cả nhà, tuy là người ta đã dọn dẹp sơ rồi nhưng mà còn rất là nhiều đồ đạc nha. Khi mà nước rút rồi á thì có ai đó đến đây để mà quét dọn sơ căn nhà này rồi. Có lẽ là người thân chủ nhân của ngôi nhà này, người ta đến đây dọn dẹp khi mà nước rút á. Những cái lớp bùn này nó lắng đọng xuống nền gạch này, người ta đến đây để mà cào dọn rửa. Xung quanh ngôi nhà mình thấy hiện tại nhà trên á, thì người ta chưa có dọn, chỉ dọn cái căn phòng ở nhà dưới thôi cả nhà. Tất cả các vật dụng á, ở nhà trên thì còn nguyên luôn.
Như chỗ này nè, lúc trước cái mùa nước nổi mình vào đây á, thì ngay chỗ này mùng mền chiếu gối còn nguyên luôn, thì hiện tại nó vẫn còn y vậy luôn cô chú anh chị. Ngay chỗ này nó có một cái khung hình và hai cái tép, hai cái túi gì đó cả nhà, một cái sợi dây thần nữa. Mình cũng tò mò không biết là bên trong đây như thế nào. Hai cái túi này là hai cái túi không mà cả nhà. Lúc nãy mình cũng quên mang bao tay nữa đó nha. Quần áo rất là nhiều luôn. Đặc biệt là Hoàng nhận thấy có rất là nhiều đồ phụ nữ nha. Rất là nhiều đồ phụ nữ lớn tuổi. Chỗ này có một bình lọc nước nè. Ui, rất là nhiều hình luôn cả nhà. Sao người ta lại bỏ những tấm hình ở đây mọi người? Đây là một tấm hình của một chị gái. Đây nữa nè cả nhà. Không biết là những tấm hình này đã được chụp bao lâu rồi, nhưng mà bị ngâm nước á cô chú anh chị, rồi nó bị lem mực ra, nó ố theo thời gian á. Đặc biệt là cái cuốn album này mình thấy rất là nhiều hình của cái chị này luôn nha. À đây nè, cuốn album nè. Đây là nguyên cái cuốn album của cái chị này luôn. Nhưng mà những cái tấm này nó bị ngâm nước á, lúc trước á, nước nó ngập á, nó bị hư hết rồi. Chỉ còn một hai tấm này thì còn nhận diện được thôi. Tấm này thì chụp 4 người. Ui. Mình cũng không hiểu sao khi mà chủ nhân cái ngôi nhà này á, đi á, bỏ hoang ngôi nhà này, tại sao không đem những tấm hình này theo mọi người. Có dép em bé nữa kìa. Đồ chơi em bé rất là nhiều luôn nha. Căn phòng này lúc trước ngập nước rất là nặng luôn cô chú anh chị. Lúc mà Hoàng đến đây á, để chia sẻ cho cô chú anh chị xem á, là cái căn phòng ở nhà trên này thôi, nhưng mà nó ngập nước lên tới chỉ gạch này nè. Đó, hiện tại thì những bức tường này cả nhà cũng nhìn thấy nó ngập nước rồi, bây giờ nó mục hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra những căn phòng phía sau để xem như thế nào nha. Quá chừng đồ đạc luôn mọi người. Ôi, đây có một cuốn album nữa nè. Có rất là nhiều album ảnh luôn. À, đây là những cái tấm ảnh của một cái chú nào đó. Nhìn thấy còn rất là rõ luôn. Ui, cái tấm hình này hình như là người ta đi sân bay. Có xe đẩy trong sân bay nè cả nhà, đẩy những hành lý vali nè. Tấm ảnh này theo như Hoàng nghĩ có lẽ là chụp khá là lâu rồi. Thật sự thì mình cũng thấy rất là đáng tiếc khi mà chủ nhân bỏ cái cuốn album trong cái ngôi nhà này á. Qua năm tháng thì nó hư hết. Đây tất cả là những cái kỷ niệm của người ta, không phải mà tự nhiên ngày 1, ngày 2 mà chụp được bao nhiêu đây đâu. Rất là nhiều, mất rất là nhiều công sức để mà chụp ra những cái tấm hình như thế này. Mà bây giờ bỏ hoang thế này á, hư hết rồi cả nhà. Hoàng thấy rất là tiếc luôn. Tấm hình này thì cái chú này chụp có một cái con tinh tinh, một con khỉ nó đang ôm trên cổ nè. Như cả nhà cũng nhìn thấy những cái tấm ảnh này thì được chụp khá là lâu rồi. Nhiều lắm trong đây nè. Ui, quá chừng cuốn album luôn cả nhà ơi. Lúc trước thì nó ngập nước á, mình không có thấy được những cuốn album này. Hôm nay thì nước nó rút rồi á,
bây giờ nó mới lòi ra rất là nhiều anh bơm ảnh luôn. Cuốn này thì hư hết rồi. Đây nữa nè, đây nữa nè, hàng chục của anh bơm trong ngôi nhà này luôn. Còn ở chỗ này là một cái chai rượu ngoại to khổng lồ luôn cả nhà. Ngay chỗ đó một cuốn album nữa kìa. Nãy giờ thì mình nhìn sơ sơ trong ngôi nhà này có hàng chục cái cuốn album hình đã bỏ hoang phế như thế này. Bây giờ mình sẽ đi ra những căn phòng, đi vào những căn phòng tiếp theo để xem bên trong như thế nào. Nhà này quá chừng những cái vỏ chai rượu ngoại luôn cô chú anh chị. Khi mà mình quẹo bên phải này á, rẽ qua bên tay phải thì ngay chỗ này trước kia là một cái lối đi, nhưng mà người ta đã xây bịt kín lại rồi. Ui, căn phòng này quá chừng quần áo luôn, ra niệm quần áo, có cặp sách của trẻ em nữa nè, cặp sách đi học của trẻ em cũng bỏ luôn. Cái ngôi nhà này tuy là cái dàn chân ở dưới nó bị ngập á, nó bị mục, nhưng mà ở trên nè cả nhà nhìn xem nè, những cái dàn gỗ rôi mè lợp ngói á còn khá là chắc chắn nha. Giày dép trẻ em, đây có những cái tấm kính của khung cửa sổ này, nhưng mà ai đó đã đập ra bỏ rồi nè. Bên ngoài từ đây mình nhìn ra bên kia, nhìn sang hướng bên đó là cái khu nhà mồ, khu nghĩa địa mà người ta mới thành lập, mới chôn sau này cô chú anh chị. Hiện tại người ta đang xây và chôn cất bên đó rất là nhiều. Ui, quá chừng đồ đạc luôn. Như chỗ này nè, cô chú anh chị nhìn xem. Lúc trước á, mình đã vào đây á, thì cái lớp bùn non này nè, đi nó lúng cái chân á. Bây giờ nó khô rồi nè, nó đóng là một lớp rất là dày luôn. Hồi nãy có một căn phòng kia thì người ta đã cào quét dọn, còn căn phòng này thì hầu như nó còn nguyên luôn, người ta chưa có dọn kịp. Theo như mình nghĩ á, một hai hôm nữa chủ nhân của ngôi nhà này sẽ tiếp tục đến đây và dọn dẹp căn phòng này. Ui ui, đồ đạc coi nè. À đúng rồi, bên kia kìa, căn phòng kia người ta cào chất đóng qua đây nè. Còn cái la phong này nó đổ sập xuống rồi mọi người. Mấy chục năm về trước á, xây một căn nhà này á, rất là có giá trị luôn. Nhưng theo Hoàng Nghĩa xưa kia á, những cái công trình ở đây á, quốc lộ ở đây người ta chưa có làm á, vì thế căn nhà này nó rất là cao ráo. Rồi sau này những công trình của nhà nước á, làm những đường quốc lộ, nâng cấp con lộ rất là cao lên, vì thế ngôi nhà này nó chìm xuống dưới á, rồi nó nằm thành một cái vùng trũng. Khi mà mùa mưa đến á, thì ngôi nhà này nó trở nên nó chìm, rồi nó ngập nặng nề như thế này. Chứ không thể nào mà ngày xưa người ta bỏ công sức ra xây một căn nhà chữ đinh to khổng lồ như thế này mà để nó ngập nước cả nhà. Người ta cũng tính toán hết, nhưng mà cách đây mấy chục năm rồi, căn nhà này là thuộc dạng khá và cũng rất là cao. Đây nè mọi người, thì cô chú anh chị nhìn xem cái nền gạch này á, thì mình cũng đánh giá được căn nhà này á, người ta xây bao lâu. Những cái tấm gạch bông cổ nè, những cái tủ gỗ rất là xưa luôn. Bên trong thì mình thấy hình như còn một cái hũ rượu.
biết là cái hũ rượu hay là cái hũ gì đó, còn một cái lớp ở dưới đó, ở dưới đáy của cái bình nữa cả nhà. Để mình xem cái tủ này trong này còn gì không. À, dưới đây thì mình thấy có mấy tấm hình nữa nè. Nhà này đi chỗ nào cũng thấy có những cuốn album hình và những cái tấm hình mà nó rơi rớt như thế này á. Ngay chỗ này thì mình thấy có một cái kệ tivi khá là to luôn cả nhà. Ngày xưa mà mua được một cái tủ, một cái kệ tivi chỗ này á, rất có giá trị luôn. Nhưng mà người ta bỏ ngập nước luôn nè. Nó ngập cái nó mục ở dưới dần chân kìa. Đó. Cả nhà nhìn xem kìa, nó mục. Chỗ này thì lại một cái tủ quần áo bùng sình á, rồi nó văng lên. Căn phòng này lúc trước là nó ngập nặng nhất luôn, nó ngập cả gang tay luôn của chú anh chị. Lúc đó mình vào đây á, hồi quanh rửa ra, ui cái chân nó ngứa kinh khủng luôn. Trong đây có một căn phòng nữa nè, một căn phòng ngủ nữa. Nhà này 4-5 cái phòng ngủ luôn. Cái khung gỗ của treo tấm màn á, nó đổ sập xuống và cái tấm màn hiện tại còn bên dưới nè cả nhà. Cái tấm màn màu xanh mà nó ngâm nước á, màu xanh mà nó ngâm nước mà nó rã ra chỗ này nè. Ôi ôi, như mái tóc luôn. Kinh khủng thiệt. Còn ngay cửa sổ này cũng vậy. Giống tương tự như căn phòng bên kia, nhìn sang bên đó chính là cái khu nghĩa địa. Một cái khu nghĩa địa người ta đang chôn và xây cất bên đó. Căn phòng này người ta thiết kế mình thấy cũng lạ lạ mọi người. Chỗ này là cái gì? Đây nè cả nhà. Nó giống như cái lò em không phải? Hay là cái lò ta? Trên đây thì thay mình nghĩ là một cái tủ thuốc hay là tủ đựng đồ gì đó. Còn dưới đây là cái người ta xây cái này cái gì mọi người? Nó có một cái học nè. Nó giống như một cái lò sưởi vậy đó. Hay là người ta xây người ta làm cái bàn trang điểm này mọi người. Ui còn chỗ này, những cái tranh liễn thờ. Đây là một bức tranh, một cái bức tranh ở trên bàn Phật hay là mẹ Quan Âm gì đó, nó đã đổ sập xuống đây, người ta bỏ đây nè. Còn bên đó là một cái chai rượu ngoại nữa. Cái ngôi nhà này rất là nhiều rượu ngoại luôn. Lúc trước thì Hoàng đã vào đây thấy còn có mấy chai người ta chưa có khui luôn, còn nguyên luôn cô chú anh chị. Bắt đầu từ cái văn phòng này thì mình thấy có dấu hiệu dọn dẹp á, người ta dọn dẹp bên kia kìa. Trong đây là cái gì mọi người? Để mình mượn, xin phép mượn xem thử. Ôi, một cái hình thú nhiều bông bé gấu. Ở trong đây nữa. Những cái lọ hoa, đồ thờ cúng. Trong đây là những cái bình hoa giấy, hai cái bình hoa giả,
Mình không biết là trong cái ngăn tủ này nó có gì hay không nữa nha. Cái học tủ này cũng khá là rộng luôn. Không có gì mọi người, có cái bọc gì không à? Có một cái bọc gì trong đó. Dở ra mà gặp con rắn nó đang khoanh tròn nó chắc xỉu luôn. Thì chính căn phòng này lúc trước là gồm có nệm, gối. Căn phòng này lúc trước là kinh dị nhất luôn mọi người. Nay thì chủ nhà đã dọn dẹp rồi nè. Một cái giường hộp. Căn phòng này lúc trước mà mình vô ghê lắm luôn. Nay thì dọn dẹp hết rồi. Ngay chỗ này mà cái lúc trước á, cách đây khoảng nửa năm á, khi mà cái vào cái mùa mưa mà nó ngập nước á, chỗ này nè, mình bước xuống á, là tới đầu gối luôn. Còn ra tới ngoài kia á, nước tới lưng quần luôn cả nhà, khá là sâu luôn. Đây nè, đồ đạc của căn phòng này bên ai người ta gom, người ta cào ra đây hết rồi nè. Đó, mùng mền, chiếu gối, tất cả những cái vật dụng trong đây nè, lúc trước á, mình thấy chỗ này nè. Ui, người ta treo màn lòng thòng lển thển luôn. Những cái tấm màn màu trắng, màu đỏ gì bông bông tùm lum hết, ta treo lỏng nhỏng. Thì bữa nay người ta cào ở đây nè. Thì lúc trước á, cũng đứng từ cái hướng này, mình nhìn ra ngoài những gốc cây si ngoài đó, thấy có một cái bức tượng đầu em bé, nó nằm cái hướng đó đó cả nhà. Nhưng mà hôm nay á, mình đứng đây không còn nhìn thấy nữa. Xíu nữa mình ra đó xem, hôm nay đi ra đó được rồi. Khu vườn này quá chừng rộng luôn mọi người. Nãy giờ mình không để ý trên đây nè. Những cái tấm la phong nè, nó gần như nó muốn đổ sập xuống. Rất là nguy hiểm luôn. Chỗ này một cái bàn hay là một cái giường gì đó. Bây giờ mình sẽ đi ra phía sau. Khi mà vào căn phòng này mình rất là thích cái cách thiết kế lót những cái tấm gạch này nè, những tấm gạch cổ nè cả nhà. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Còn đây là con đường đi ra phía nhà dưới nè. Đó, cô chú anh chị nhìn xem nè. Một căn bếp dài khổng lồ luôn. Nhìn từ đây á, qua bên đó, căn bếp này á, bề ngang khoảng 5 mét á cô chú anh chị. Một cái bếp khá là lớn. Chỗ kia là nhà vệ sinh. Nó nối theo ngay chỗ cái bếp này. Đó, mọi người nhìn xem. Một căn nhà rất là bề thế luôn. Một cái bếp dài. Chỗ này xưa kia là một cái tủ kính nè, đựng đồ ăn đồ đó, để đồ ăn thức ăn trên đó, nằm cạnh cái gian bếp. Một cái giỏ tivi rất là to. Người ta đi thậm chí bỏ lại những cái tivi cũ luôn cô chú anh chị. Rồi có ai đó đến đây đập bể hết những cái tivi nè. Những cái tivi cổ hồi xưa. Ngày xưa mà có được những cái chiếc tivi này là rất là quý luôn. Bây giờ không ai xài nữa, ta bỏ hết rồi. Chỗ này thì lại tiếp tục là một căn nhà dưới, nằm cạnh gian bếp luôn. Rất là nhiều vỏ chai bia. Thì chỗ này cô chú anh chị cũng nhìn thấy có rất là nhiều vỏ chai bia mà xưa kia người ta không uống hết á, rồi bỏ luôn. Còn những nắp chai chưa khui luôn nè cả nhà. Bia Sài Gòn hay là bia gì á, để mình xem. Những cái vỏ chai bia còn nguyên luôn, người ta chưa uống rồi bỏ lăn lóc đây nè. Đúng rồi, một đống vỏ bia Sài Gòn luôn nè cả nhà.
uống một nửa, còn một nửa còn nguyên nắp người ta bỏ luôn. Ngay chỗ này có một cái cặp của em bé. Chỗ này lại có một cái vỏ tivi nữa. Người ta bỏ mấy cái tivi trong ngôi nhà này luôn. Ui đây nè cả nhà, người ta đem cái tivi đập ở đây nè, đập nát ra luôn. Thì có ai đó đến ngôi nhà này á, đã đập bể mấy cái tivi này ra. Rồi vứt cái vỏ nó nằm chổng chơ ở đây. Một cái bình dầu máy. Những cái dung dịch bên dụng cụ y tế. Chỗ này có căn phòng nữa. Phòng này thì cũng nhỏ đó mọi người. Theo như mình nghĩ xưa kia căn phòng này có lẽ là người ta xây dựng lên để làm cho những cái người quản gia trong đây ở, hay là những cái cô, những chị đầu bếp á, khi xưa người ta ở đây. Mùng màn chiếu gói còn luôn nè. Ngay chỗ cửa sổ căn phòng này mình nhìn ra ngoài đó, ở trên đó có một cái bàn thờ nữa kìa cô chú anh chị. Nhà này quá chừng rộng luôn. Đây là một công trình phụ ở phía sau nè. Theo như Hoàng nghĩ, xưa kia ở đây có lẽ là người ta làm để làm một cái nhà kho. Nhưng mà bây giờ người ta dỡ mất cái nóc ra rồi. Rộng lắm luôn cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ đi ra bên ngoài, ra nơi cái hình tượng cậu bé lúc trước mà ngồi vào gốc cây si, ngồi ở trong bụi cỏ đó. Không biết nay như thế nào mà mình nhìn không thấy. Ui chỗ đó có một cái vũng nước kìa cả nhà. Nước nó gom xuống á, nó gom lại một vũng chỗ đó. Mình thấy cá nó giải, nó chui 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 vô trong cái hốc đó. Rất là nhiều cá nó gom lại luôn. Nguyên một khu vườn này nó gom lại một cái vũng đó. Thì mọi người biết là cá nó nhiều cỡ nào, nó nằm trong bụi cỏ đó đó. Ủa, cái hình cậu bé đâu có tiêu rồi ta. Cả nhà nhìn xem nè. Ở đây á, một khu vườn rất là rộng luôn. Lúc trước chỗ này mình đi đây là ngập tới lưng quần luôn á. Ui cả nhà ơi, lúc trước ở đây á cũng có một cái ngôi nhà nữa, nhưng mà người ta đã dỡ bỏ rồi. Theo như mình nghĩ xưa kia ở đây có lẽ là người ta xây một cái nhà mát ở đây, người ta làm một cái view, một cái nhà mát ở đây để mà ngồi tiệc tùng trà rượu đồ của chú anh chị. Cái nền gạch nó còn nè, nhưng mà người ta đã dỡ bỏ rồi. Còn ở chỗ này lúc trước là mình thấy có cái hình cậu bé đâu mất tiêu rồi. Hổng mình thấy nằm đâu bụi lùm này nè. Ui thấy rồi kìa cả nhà ơi. Sao con lật ở đây rồi ta. Đây nè. Bữa nay thì nước khô rồi mình đi được rồi. Quá chừng cỏ luôn. Sợ nhất là vô đây gặp những cái tổ ong mật quỷ mà nó nằm ở trong những cái bụi cỏ này nè. Đây rồi. Đây chính là hình cậu bé lúc trước mà ngập nước. Mình rất là tò mò, không biết là cậu bé này như thế nào. Ui, thì ra đây là một cái hình cậu bé một đồng ngồi cởi trâu. Nhưng mà nó rất là nặng luôn cả nhà. Tại sao ai đã xô sập nó xuống rồi nè. Một con trâu, một cái đế bê tông rất là to luôn. Nhưng mà không hiểu sao ai đó đã xô sập nó xuống. Lúc trước thì nó ở trên cái bục này hay là ở trên cái đây.
À có lẽ trên đây nè cả nhà, người ta xây một cái bục rất là to luôn. Có lẽ là người ta để cậu bé một đồng trên này. Người ta làm một cái khuôn viên ở đây, xây một cái tượng cậu bé một đồng chỗ này. Bị gãy tay hết rồi. Mà sao nặng lắm luôn á. Mà ai đó đã xô lật nổi bức tượng này. Phải 2-3 người mới xô nổi bức tượng này á. Mà người ta xô xuống để làm gì? Đây nè cả nhà, gãy tay gãy chân hết rồi. Thì theo như Hoàng suy nghĩ á, người ta xô đổ bức tượng này xuống vì khi mà đứng từ ở ngoài lộ rồi đó, mình nhìn vào bức tượng này, nhìn vào bức tượng này từ xa thì nó lú lú cái đầu lên trong bụi cỏ. Có lẽ là người ta nhìn vào người ta sợ gì đó. Rồi 2-3 người đến đây xô sập nó xuống, nhìn cho nó đỡ ghê sợ mọi người. Vì nó nằm ở trong cái bục này, ở trong mỗi khu rừng như thế này nè. Đó, cô chú anh chị xem. Rồi lú lú hình của một đồng lên, trắng trắng nữa. Như lúc trước á, mình có chia sẻ cho mọi người xem á, nhìn nó thấy cũng khá là sợ luôn. Vì thế có lẽ đó là lý do mà người ta đã xô đổ cái tượng này xuống. Còn ở đây chính là bên hông hè nè cả nhà. Một căn nhà rất là bề thế, nhà chữ đinh ngày xưa. Một gia đình rất là giàu có, ở một địa thế quốc lộ rất là đắt đỏ luôn. Nhưng mà bỏ hoang như thế này nè. Có rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn comment vui, nói nhiều người không có nhà ở mà sao lắm căn nhà bỏ hoang như thế. Nhà nào nhà nấy to không à, mà tại sao người ta lại bỏ hoang hết trơn. Ngay phía sau nhà này thì Hoàng nhận thấy có rất là nhiều ống cống luôn cô chú anh chị. Đây nè, một cái cống nước, hai cống nước, ba cống nước, không biết còn nữa hay là không. Ui, chỗ này có cây thù lù trái quá chừng luôn. Đây nè cả nhà, tuổi thơ của mình đây. Không biết cô chú anh chị và các bạn có ai đã từng ăn cái trái này là không. Thì ở Tây Ninh, đặc biệt là quê của Hoàng, thì người ta gọi trái này là trái thù lù. Ăn nó chua chua thơm thơm, nó giống như trái cà chua của chú anh chị. Nó ngọt ngọt nha, nó chín nha, ngọt. Rất là ngon luôn cả nhà. Mọi người nhìn xem nè, cây này nó ra trái nè, chín quá chừng luôn. Ngon quá. Trưa mà nắng nắng á, đi gặp nó thế này hái ăn rất là ngon. Còn ở chỗ này nè, Hoàng sẽ tiếp tục lại đây chia sẻ cho mọi người xem nè. Đó, như lúc trước á, Hoàng có nói với cô chú anh chị á, là cặp ở đây nó có một con suối nè. Cả nhà nhìn thấy không? Vì thế khi mà vào cái mùa nước nổi á, con suối nè, đó, nó dẫn đây nè. Nó chạy theo đường này, rồi nó tràn vào khu nhà này. Mình đứng từ đây á, mình nhìn thấy ngôi nhà nó rất là thấp luôn, so với con suối nè. Nó muốn ngang ngang với mặt nước con suối luôn á. Vì thế á, vào cái mùa mưa thì con suối nó tràn vào rất là nhiều luôn. Con suối này thì cũng khá là rộng nha. Đó, nó nằm sâu ở trong khu rừng tràm đó cả nhà. Tuy là ngôi nhà này nó rút nước hết rồi, nhưng mà phía bên ngoài con suối nè, quanh năm nước vẫn còn đầy luôn. Chỉ cần mùa mưa xuống thôi là cái đường mương này nó lại tiếp tục dẫn vào căn nhà này, nó ngập tiếp. Ngôi nhà này theo như mình nghĩ có lẽ là phải dỡ bỏ thôi, chứ không thể nào mà về trùng tu để mà sửa chữa ở lại được á, vì nó ngập nước khá là nặng luôn.
Còn đây là phía bên sau ngôi nhà nè cô chú anh chị, những cái ống cống. Ở sau đây thì có rất là nhiều bụi môn luôn, không biết là người ta trồng hay là những bụi môn dại tự nó lên cả nhà. Ngay chỗ này mình nhìn thấy ba cái cống rất là rõ luôn. Đây là ba cống nước sinh hoạt của gia đình nè. Phía sau khu vườn nè, 4-5 mẫu đất cả nhà, quá chừng rộng luôn. Còn căn nhà thì nó lọt thỏm ở dưới. Hiện tại nơi mà Hoàng đang đứng ở đây á, là cái khu này người ta mới bơm cát lên nè. Cả nhà nhìn xem nè, người ta bơm cát lên rất là cao. Thì người ta bơm cát như thế này á, đó cũng là một lý do mà làm cho ngôi nhà này á, nó càng chìm sâu xuống dưới đây nữa. Ngay chỗ này chính là bên phải của ngôi nhà. Hiện tại cỏ nó bao trùm hết rồi. Ngôi nhà này thì người ta cũng làm hai cái bể nước kìa. Một cái bể nước đó, đó một cái nữa. Hai cái bể nước này á, là người ta lợi dụng cái máng xối của cái nóc nhà, mái nhà nó chảy xuống rồi ta hứng đó, hứng nước mưa ta xài luôn. Vì ngày xưa ở cái vùng này á, không có nước cấp thủy. Ở cái vùng thấp nước phèn nữa thì khoan giếng không có được. Vì thế người ta xây một cái hồ nè, lấy nước mưa từ mái nhà đó xuống để xài. Lúc nãy mình đứng phía trước ngôi nhà thì nhìn không có thấy ngôi nhà nó chìm sâu ở dưới. Nhưng mà khi mà đi ở phía sau ngôi nhà này nè, nhìn thấy nó lọt thỏm ở dưới và rất là thấp luôn. Thì hôm nay á, mục đích của Hoàng đến đây á, cũng muốn quay trở lại cái ngôi nhà này sau nửa năm vào cái mùa khô, xem căn nhà này á, khi mà nó khô ráo nó như thế nào. Và một bức tượng của cậu bé Một Đồng lúc nãy á, mình cũng khá là thắc mắc, không biết bức tượng là bức tượng gì mà nó ngập nước, nó lú cái đầu lên thấy rất là ớn luôn. Thì sau nửa năm mình quay trở lại để tìm hiểu ngôi nhà này. Nhìn tổng quan ngôi nhà là như thế. Bây giờ thì Hoàng sẽ dừng clip đây cô chú anh chị. Cả nhà có yêu mến kênh Nắng Tây Ninh thì hãy cho Hoàng xin một like, một lượt chia sẻ và tiếp tục đồng hành với kênh Nắng Tây Ninh. Bây giờ thì xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bye bye cả nhà.